Ngồi cái võng nó đung đưa nó mát, ngồi ghế nó nóng. Với cả cái chỗ ghế này nó vẫn còn đang chín nắng, nó vẫn đang chiếu vào mặt. Cụ bỏ cái mũ này ra, tí nữa về rồi đeo. Rồi, thế được rồi. Đấy. Đi, ông cháu mình xuống bơi đi. Ông cứ chờ cháu tí. Nước sạch không nhỉ? Nước sạch hết. Nước trong vắt. Con tàu lấy cái tàu qua đấy, tàu kia là tàu đi vét, nó đi kiểu có cái lưới to nó cứ vét đi. Giờ bắt đầu họ mới đi cái tàu này. Sóng to phết rồi. Con sóng này to này.